Canada, một đất nước tự do, yêu chuộng hòa bình và tôn trọng tín ngưỡng. Canada đánh giá cao giá trị nhân văn, giá trị sức khỏe và tinh thần mà môn Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công đã mang đến cho con người trên thế giới thông qua giá trị phổ quát, chân, thiện, nhẫn để chỉ đạo tu luyện. Mọi người dân ở Canada đều có thể tự do tham gia tu luyện môn tu luyện Phật gia thượng thừa này. Vào ngày 13 tháng 5 hàng năm, lá cờ xanh với dòng chữ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới cùng bông sen hồng biểu tượng cho hòa bình của Pháp Luân Công luôn được dương cao cùng quốc kỳ của đất nước Canada. Như mọi năm, những ngày cận kề Tết cổ truyền Việt Nam và chuẩn bị đón năm mới, các học viên Pháp Luân Công ở Canada tổ chức những sự kiện ở nhiều nơi để giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Công, về cuốn sách truyền Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện, giới thiệu và hướng dẫn 5 bài tập đơn giản mà hiệu quả rất tốt cho con người, tổ chức những buổi biểu diễn văn nghệ ca hát, múa trống eo lưng, vân vân. Mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến cho tất cả mọi người. Các học viên còn tham gia giới thiệu về Senyuan, đoàn nghệ thuật múa cổ điển hàng đầu Trung Quốc, thông qua đó mang đến giá trị phục hưng và hồng xương văn hóa truyền thống Trung Hoa 5.000 năm. Sự kiện này được tổ chức ở hội chợ Tết Mississauga, tỉnh Ontario, Canada và sẽ diễn ra ở nhiều thị trấn, thành phố của Canada trong dịp Tết năm Giáp Thìn năm nay.